Phó Chủ tịch huyện Cam Lâm, Khánh Hòa bị cách chức do liên quan đến phân lô 2.300 thửa đất. Chiều 6 tháng 10, huyện ủy Cam Lâm, Khánh Hòa cho biết bà Lê Phạm Thủy Ngân bị cách chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lâm do sai phạm trong quản lý đất đai tại địa bàn. Lãnh đạo huyện Cam Lâm nói, các công việc của bà Ngân được bàn giao lại cho huyện, còn bố trí nhân sự thay bà Ngân đang chờ các cấp cao hơn quyết định. Động thái này diễn ra sau hơn một tháng khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ huyện ủy Cam Lâm, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó có bà Lê Phạm Thủy Ngân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, bị kỷ luật cách tất cả chức vụ trong đảng. Liên quan sự việc trên, ngoài bà Ngân, hồi cuối tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong đảng, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Chí Tuân, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lâm, nhiệm kỳ 2016-2021. Cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lâm nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lê Anh Tùng, huyện ủy viên, bí thư chi bộ, trưởng phòng kinh tế và hạ tầng huyện. Cảnh cáo đối với Ban Thường vụ huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, các ông Lương Dự, nguyên bí thư, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Nguyễn Hữu Hảo, nguyên bí thư, chủ tịch huyện, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị xem xét kỷ luật. Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa, từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 6 năm 2021, Ban Thường vụ huyện Cam Lâm nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để Ủy ban Nhân dân huyện tự đặt ra thủ tục hiến đất, làm đường không đúng thẩm quyền cấp huyện. Cơ quan nhà nước cũng chỉ ra vi phạm khi địa phương này cho phép 114 trường hợp tặng cho đất, tự nguyện trả lại đất cho nhà nước để tự làm đường, tách thửa và đã tách 2.300 thửa với tổng diện tích 57 hectare.